rồi tấn cường Vlog bạn người chăn nuôi gửi là chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha thì hôm nay mình làm video xem bò mua bán bò báo giá công khai nghe anh em thì mình làm video ở long hồ vĩnh long nghe anh em ở long hồ ở ấp phước yên b xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long rồi cặp bò mẹ con chủ kêu bán nghe anh em thì cặp bò này ở đối diện cổng lớn khu công nghiệp bà phú thì chủ không nuôi kêu bán nghe anh em thì cặp mẹ con này chị của mẹ này pháp này lứa đầu nha anh em đã giao tin được một tháng rưỡi rồi đó rất là đẹp bò thì chủ bận công việc không nuôi nên bán gặp mẹ con thì con con được nghe được cái được 5 tháng nha anh em đó rất là đẹp vậy chi tiết rồi báo giá cho các anh em xem nha đây con nhé 5 tháng rồi cái xù rất là đẹp nha rồi quầy chân móng móng sò nha anh em toàn cảnh con nhé đó rồi đây con mẹ đây thì con mẹ này cao khoảng một mét hai anh em à, tướng rất là đẹp thì à, đó thì giao tin được một tháng rưỡi mẹ lứa đầu luôn đang gieo tin lứa thứ hai chủ không có thời gian nuôi nên kêu bán nha anh em đó còn nghe cái đó dàn à. lưng đây lông nó hơi xù anh em đó, đó con pháp này chung lứa đầu rất là đẹp nha anh em tướng tá cao gáo đẹp luôn chân thẳng ai à, phê khắp cái gu pháp sừng cái liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp chủ bò à. gặp chị chị liên nha ở đối diện cổng lớn khu công nghiệp Hòa Phú đó. qua đây bây giờ đó. con bò pháp này rất là đẹp lứa đầu à. đó vú này nghe anh em bốn vú đều luôn có yếm luôn đó, rất là đẹp đó. rồi thì chủ kêu gặp mẹ con này là 45 triệu nha anh em đó, mẹ đã giao tin được, được tháng gửi À. Thì một tháng rưỡi trở lên thì các em có thể uh, siêu âm được nha anh em. Thì chủ kêu là uh, 45 triệu. Thì giá này giờ uh, vẫn còn uh, thương lượng tiền xe nha anh em. Thì anh em nào có muốn mua thì liên hệ số điện thoại uh, trên màn hình gặp chị Liên nha. Số điện thoại chị Liên là 092 92 84 839. Rồi gặp chị Liên để trao đổi nha anh em. Thì anh em nào có muốn uh, có bò muốn quay bán liên hệ số điện thoại của mình là 0979 651 243 gặp trực tiếp mình để trao đổi nha anh em rồi video mình đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nha